Chào các bác nha, em lên sóng tiếp con máy lọc khí Panasonic VG50, một cái model khá là rẻ nhưng mà lọc rất là tốt. Thời điểm mà nó sản xuất thì nó là cái model cao cấp nhất của cái dòng máy 50 đây các bạn. Ngon bổ rẻ lành bền, hình thức thì ở mức tương đối thôi ạ. Chứ còn không có ngon bổ rẻ lành bền đẹp được các bác nhé. Khó. Con này hình thức tất cả mọi thứ nguyên zin hết như hình các bác xem. Chiếc này em bán là 1.6 triệu nhé, 1.6 triệu bảo hành 1 năm, máy đầu bấn áp điện 220V rồi ạ, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Chiếc này các bác dùng cho phòng khoảng 30m2 đổ lại. Màng tổ hợp còn rất là đẹp này, zin. Dán 100V này, 220 rồi các bác nhé, cắm thẳng 220V luôn ạ. Mã số 3, cảm biến ánh sáng đầy đủ, hẹn giờ qua trẻ em, Econavi báo phần trăm độ ẩm. Đây, các cái chức năng lọc khí bù ẩm các kiểu đủ cả. Màng hay van thay mới nữa, đẹp luôn. 1.6 triệu cái máy lọc khí thôi các bác. Chất lượng không khí bây giờ nó khá là kém, nên là các bác sắm một chiếc than của bọn Pana là cái rất là dày nhá, khử mùi tốt. Cái than này các bác có thể rửa đi, phơi khô dùng lại được. Một triệu sáu là có một cái chiếc lọc không khí bảo vệ sức khỏe gia đình mình rồi. Thời tiết chất lượng không khí Hà Nội khá là kém, các tỉnh bị nhiều. Bật máy kiểm tra nồng độ bụi mịn. Hôm nay chất lượng không khí quá kém luôn các bạn. 116 là 75, dưới 75 là an toàn, vượt lên 110 là kinh khủng. Vượt ngưỡng thế là kinh rồi. Cho vào máy, chất lượng không khí đầu của máy nó ra này. Đấy, sạch ngay. Đấy, có 1.6 triệu nữa các bác nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, đầu biến áp điện 220V rồi. Bác có nhu cầu alo em nhé, các bác thấy chưa, chất lượng không khí ra gần như sạch tuyệt đối luôn. Đấy, nói có sách mách, có chứng, có máy đo đàng hoàng. Kinh ạ. Gần như là lọc hết sạch bụi mịn 2.5 PM. Và để trong phòng thì các cái không khí bẩn nó sẽ được bám vào màng và lọc hết qua màng và cộng với công nghệ nano khử khuẩn của Pana thì chất lượng không khí phòng các bác sẽ rất là sạch nhé. Máy rất là rẻ, không tội gì mà không sắm một chiếc ạ. Rất là phù hợp với nhà các bác nào có trẻ nhỏ, người già hoặc là các bác bị bệnh về đường hô hấp hay dị ứng lông chó lông mèo rồi này. Các bệnh về đường hô hấp các bác mình nên dùng một chiếc, cải thiện sức khỏe đáng kể đấy các bác. Đây các bác thấy bỏ ra ngoài chưa, chất lượng không khí nó lại kém ngay. Chào các bác nhé.